Em Thảo trân trọng gửi lời chào tới các anh. Và hôm nay, dòng trà Tân Cương, một dòng trà mà trồng tại đất Thái Nguyên mà nhà em mới sao xong. Trà này thì cũng nói luôn, đây là anh em ruột của em ở trên đất Tân Cương Thái Nguyên nhé. Và trà thì sẽ có rất nhiều loại, nhưng mà cốt sao là phải đưa tới anh em những cái dòng trà chất lượng nhất. Thì như các anh em đã xem tới kênh của em thì là một kênh lớn, thì cũng rất nhiều các bác trai, chủ yếu là các bác trai đang theo dõi kênh, xem những cái đồ dụng cụ. Và với dòng trà Tân Cương thượng hạng này thì các bác các anh cũng đang rất chi là quan tâm. Thì em sẽ chi tiết đầu tiên là về dòng trà đinh. Em có trà đinh, trà tôm lõm và trà trung bình. Tất cả những cái dòng trà này thì với cái về phần nước cũng như là về phần trà thì sẽ tự tay của người anh em nhà em sao ra nhá. Cho nên là các bác anh em rất chi là yên tâm. Từ phần trồng tới phần hái cho tới phần sao. Đây là cái trà đặc biệt nhất em để cái đĩa hoa này, đây là trà đinh. Đấy, còn trà thứ hai là trà tôm lõn em đang đưa tới các anh đây. Và đây là dòng trà thông dụng nhất là dòng trà 250.000 đồng trên một cân. Và tất cả những cái giá trà này thì em sẽ công khai luôn. Thì cũng như là để tiếp cận tới các bác khách hàng, các anh trên mọi miền Tổ quốc. Thì với cái giá trà thì sẽ là giá tận gốc và đưa tới các anh là với những cái chất lượng tốt nhất, hương vị tốt nhất. Thì ngoài ra thì nhà em có trà ướp sen, trà nhài, trà đào, tất cả các loại. Thì bây giờ em sẽ test thử là pha một ấm trà đầu tiên để các bác các anh nhà mình được nhìn với cái chất trà. Đây này, những cái gói trà đây. Pha trà tôm nõn hay trà đinh? Anh sẽ pha ấm trà 400 này đi. Hay thôi, pha hẳn trà đinh này đi. Anh sẽ pha một ấm trà đinh. Trà đinh là dòng trà thượng hạng. Tuy thì em cũng không đăng tải tới các bác các anh nhiều nhưng mà dịp Tết đến xuân về thì lâm lào nhà em cũng đóng nhộn nhịp để gửi tới các bác các anh làm quà biếu hoặc là để uống trong cái dịp mà Tết. Bác nào anh nào cũng muốn có một ấm trà ngon thì đây là dòng trà đinh, là dòng trà thượng hạng đây. Anh tráng nước đi đầu tiên. Đấy. Trà này thì nhà em thì thật sự là rất chi là nghiện trà. Thế cho nên là các bác các anh mà đã tìm tới nhà em thì em tin chắc các bác các anh cũng sẽ tìm được một ấm trà ngon nhất để thưởng thức. Trà đinh này thì em báo giá luôn. Trà này thì em đang cung cấp trên thị trường là 1,5 triệu trên một cân. Đó là 150.000 đồng một lạng đấy. Thì các bác các anh người ta sẽ bán là 1,6 triệu, 1,7 triệu. Nhưng mà nhà em sẽ bán là 1,5 triệu đồng nhé. Trà đinh đấy. Quay cho các bác nhà mình xem đấy. Và cái phần kia là phần chén trà tráng nhé. Đợi một chút nữa ngấm thì em sẽ rót ra cho các bác thì mình xem cái ấm trà đinh là ấm trà thượng hạng này. Thì mỗi một lạng trà đinh thì em sẽ đóng trong một cái gói như này nhá. Đây các bác các anh nhìn, có nghĩa cái giá của nó phải từ 1,5 triệu trở lên là cái giá em giao đấy ạ. Đây và một lạng nó như thế này. Các anh có thể thưởng thức một lạng thôi nhá, để xem mà nó chất lượng nó như thế nào. Đã đến với đơn vị em Thảo thì các bác các anh sẽ lựa chọn được một cái sản phẩm rất là chất lượng và ngon. Đấy, còn ví dụ như thông dụng là em đang gửi từ các bác các anh, vừa là các bác các anh làm vườn hoặc các bác các anh công nhân cũng sử dụng những cái dòng trà thông dụng nhất là 250.000 đồng trên một cân. 250.000 thì đây nhá, đây các anh này, em đã đóng gói một lạng như này là 25.000 một lạng để các bác các anh nhà mình được thưởng thức. 25.000 một lạng này, và phần thùng xanh bên trong kia là thùng 30.000 đồng một lạng kìa, nó rơi vào 300.000 một cân. Còn về thùng vàng này nhá, thùng vàng này đây thì em để đây. Em sẽ đóng hai lạng một thì nó là 40.000 đồng trên một lạng. Nó rơi vào 400.000 một cân đấy ạ. Đấy, còn về phần trà thượng hạng này, đây cũng là một dòng trà mà em đưa tới các bác rất nhiều. Dòng này là 50.000 đồng một lạng nhá. Thì các anh sẽ mua là 500.000 một cân. Cái này là 50.000 đồng một lạng. Các anh có thể thưởng thức lửa lạng thôi cũng được. Đây em đóng gói những gói lửa lạng này. Và trong dịp Tết đến xuân về hoặc các bác các anh mà có muốn làm quà biếu ấy, khi mà đã thưởng thức trà nhà em ngon rồi mà muốn đặt làm quà biếu thì em sẽ đóng gói, muốn đóng gói một lạng, đóng gói một lạng. Đóng gói lửa lạng thì em sẽ hút chân không lửa lạng, và đóng gói lửa cân thì em sẽ hút chân không lửa cân. Đấy, với những cái phần túi trà thì sẽ có tên thương hiệu trà Tân Cương Thái Nguyên hết như này để gửi tới tận tay các anh em nhà mình. Đấy, trà này là trà tôm lõn nhé. Trà tôm nõn thì em đang bán là từ 900 đến 1 triệu thì em sẽ gửi luôn tới các anh là 900.000 trên một cân. Nó rơi vào 90.000 đồng trên một lạng. Đấy, còn trà này cũng là trà tôm lõn nhé. Cái này thì từ 800.000 cho tới 850 cho tới 900. Thì em sẽ đưa tới các anh là 80.000 đồng một lạng. Nó rơi vào là 800.000 đồng trên một cân.
Tất cả các bác các anh mà khi xem được video này của em thì tuy là em mới đưa trà lên kênh thôi, nhưng mà đã được quá nhiều các bác các anh ủng hộ và khen ngợi. Thì bác nào anh nào mà xem cái video này mà chưa thưởng thức và muốn mua cái sản phẩm gì thì có thể mua kèm theo một lạng chè để thưởng thức để dịp Tết đến xuân về, hoặc là biếu sếp, biếu bố mẹ, hoặc là biếu đồng nghiệp, hoặc là công ty của các bác các anh đang có chương trình tặng quà trong cái dịp xuân, thì hãy đặt đơn với em nhé. Em sẽ đóng gói vừa là chất lượng vừa là đẹp mắt để gửi tới tận tay các bác anh em nhà mình. Thì đây là một ấm trà đây các bác anh nhé. Về phần nước trà thì các bác các anh ngắm này, trà rất chi là xanh và hương vị thì tự nhiên, rất chi là thơm các bác anh ạ, rất chi là thơm nhé. Nếu như mình mà uống ít thì mình sẽ pha loãng loãng thôi chứ đừng pha đặc quá. Mình sẽ thưởng thức nhé những cái ấm trà ngon như này đây ạ. Quá là chất luôn nhé, em mà mới ngửi mà đã rất chi là thơm rồi, thơm nức luôn các bác anh ạ, thơm nức luôn đấy. Để em mời các bác thưởng thức nhé, em sẽ thử chén trà này, vừa thơm vừa ngon và khi nhấp vào môi thì nó có một cái vị ngọt đặc trưng của trà Tân Cương, trà Thái Nguyên. Đấy, đây là một cái video ngắn với giá trà là từ 250.000 trên một cân, đồng nghĩa là 25.000 một lạng. Đấy, các bác các anh đã biết giá từng loại một rồi. Các bác anh thưởng thức trà của bên em và đang quan tâm tới dòng trà này thì nhớ cho em xin một like, cho em xin một chuông và nhấn vào đăng ký kênh ở ngay cạnh góc màn hình để đón xem những cái video tiếp theo em ra. Đấy, ngoài trà ra thì bên em có bình pha trà nha các bác anh nhé. Nếu như các bác anh mà nhà mình mà ra vườn ấy muốn có một ấm trà nóng nóng bỏng trong tầm 6 tiếng mình uống ngồi vẫn nóng bỏng thì các bác anh ấy sử dụng cái ấm này cho em. Cái ấm này nó giữ nóng được tới 2 ngày. Có nghĩa nó nóng theo phần trăm nhé, ví dụ như là 6 tiếng vẫn nóng bỏng, nó tầm từ nước 100 độ nó rơi tầm xuống 95 độ. Đã là quá nóng rồi. 95 độ trong vòng mấy tiếng. Và đến ngày hôm sau thì nó lại giảm nhiệt độ hơn. Nhưng mà với cái ấm trà thì rất chi là hay khi các bác anh mà mình mà pha hãm lụ vối này hoặc là hãm những cái trà sâm vào đây này thì mình sẽ để được nước 2 ngày không thiêu nhé. Ví dụ như ấm trà mình pha vào ấm kia thì mình chỉ uống một chút xíu thôi. Đấy, nó đã nguội rồi. Thì các bác có thể thử thử cái ấm trà này. Em cũng chia sẻ với các bác là khi sử dụng cái ấm trà này pha trà thì uống trong vòng 6 tiếng, 5 tiếng là ngon đấy nhá. Còn đừng để lâu, trà nó không như là lụ vối. Trà mà các bác pha vào đây ngoài 5 6 tiếng rồi lên nó chuyển thành màu đỏ, đỏ lừ luôn, kể cả trà triệu rưỡi nó vẫn đỏ bởi vì nó bị lồng. Đấy, chia sẻ luôn như vậy để các bác anh biết, còn pha lụ vối thì cứ thoải mái cả ngày luôn nhá. Đấy, còn ngoài ra thì em sẽ có cả bình giữ nhiệt cao cấp của công nghệ Mỹ này. Công nghệ Mỹ này, cái này là cái 2 lít nhé, 2 lít này, 1 lít rưỡi này, 1 lít rưỡi này, 2 lít này, 1 lít rưỡi này, 1 lít này. Những cái bình giữ nhiệt này nhà em thì giữ đá được tới 5 đến 60 tiếng, giữ nóng thì cũng được 2 ngày. Đấy, bác nào đang cần bình giữ nhiệt cao cấp USA thì đây cũng là bình giữ nhiệt cũng muốn gửi từ các bác nhà mình làm vườn. Những bác đi ra vườn đang muốn có nước nóng, nước lạnh uống cả ngày thì hãy liên hệ tới em nhé. Mỗi bác quan tâm tới em nhớ cho em xin một like, một chuông và nhất là đăng ký kênh của em để theo dõi rất nhiều những cái sản phẩm và những cái dụng cụ chất lượng nhé. Cảm ơn các bác anh đã theo dõi video này. Chào và hẹn gặp lại các bác ạ.